Chào tất cả các em. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp chiếu vector lực lên hệ trục tọa độ. Thì như chúng ta đã biết, để giải các bài toán động lực học thì chúng ta phải áp dụng định luật 2 Newton cho vật. Và sau khi có biểu thức của định luật 2 Newton thì chúng ta phải chiếu cái biểu thức này lên các trục OX và OY của hệ trục tọa độ. Tuy nhiên, một số em khi chiếu các vector lực này lên các trục tọa độ còn rất lúng túng. Cho nên thầy đã đưa ra video này nhằm hướng dẫn chúng ta một cách chi tiết nhất cái phương pháp chiếu các vector lực lên trục tọa độ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Chúng ta đi phần một lớn là phương pháp. Thì về phương pháp, đầu tiên chúng ta phải hiểu phép chiếu là gì. Thì phép chiếu ở đây các em có thể hiểu cho thầy một cách ngắn gọn. Phép chiếu là phép hạ vuông góc xuống trục cận chiếu. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy là phép chiếu này, nó là phép hạ vuông góc xuống trục cận chiếu. Đây, thầy lấy một ví dụ để cho chúng ta dễ hình dung. Bây giờ thầy có một hệ trục XOY như hình và một vector lực F như thế này. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi chiếu cái vector lực F này lên các trục OX và OY của hệ trục tọa độ XOY này. Thì đầu tiên, để chiếu vector lực F lên trục OX thì chúng ta sẽ từ điểm gốc và điểm ngọn của vector lực F, chúng ta hạ hai đường vuông góc xuống trục OX. Đây, chúng ta quan sát này. Chúng ta sẽ từ gốc và ngọn của lực F, ta hạ hai đường vuông góc xuống trục OX. Thì hai đường vuông góc xuống trục OX này nó sẽ cắt trục OX tại hai điểm. Và hai điểm này sẽ tạo cho chúng ta là vector lực Fx. Và vector lực Fx này chính là hình chiếu của vector lực F trên trục OX. Đấy. Vậy đến đây thì chúng ta thấy rằng để tìm được hình chiếu của vector lực F trên trục OX thì từ gốc và ngọn của vector lực F chúng ta sẽ hạ hai đường vuông góc xuống trục OX. Đúng chưa? Và hai đường này sẽ cắt trục OX tại hai điểm. Và hai điểm này sẽ tạo cho chúng ta vector lực Fx là thành phần của vector lực F trên trục OX, hay nó chính là hình chiếu của vector lực F trên trục OX. Và chúng ta quan sát này, vector lực Fx này cũng chính là bằng cái vector lực Fx ở phía trên này. Đúng chưa? Bằng vector lực Fx ở phía trên này. Và nếu chúng ta gọi cái góc alpha là góc hợp bởi vector lực F và cái phương của trục OX, thì lúc này chúng ta sẽ có độ lớn của vector lực Fx sẽ bằng F nhân với cos alpha. Đúng không? Bởi vì Fx của chúng ta là cạnh góc vuông của tam giác vuông với F là cạnh huyền. Cho nên cạnh góc vuông Fx này sẽ bằng cạnh huyền nhân với cos góc kề là cos alpha. Đấy. Và như vậy chúng ta đã tìm được cái độ lớn của hình chiếu của lực F trên trục OY. Tiếp tục, để tìm hình chiếu của lực F trên trục OY thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng từ gốc và ngọn của lực F này, chúng ta hạ hai đường thẳng vuông góc xuống trục OY. Này, chúng ta quan sát, từ gốc và ngọn của lực F ta cũng hạ hai đường thẳng vuông góc xuống trục OY. Và lúc này hai đường thẳng này sẽ cắt trục OY tại hai điểm. Và hai điểm này sẽ tạo cho chúng ta một vector lực FY. Đó, vector lực FY này. Và vector lực FY này chính là hình chiếu của vector lực F trên trục OY. Đấy, chúng ta có để tìm được cái hình chiếu của vector lực F trên trục OY thì từ gốc và ngọn của vector lực F chúng ta cũng sẽ hạ hai đường vuông góc xuống trục OY. Và hai cái đường vuông góc này sẽ cắt trục OY tại hai điểm. Và hai điểm này sẽ tạo cho chúng ta vector lực FY, chính là hình chiếu của F trên OY. Và chúng ta quan sát thì cái vector lực FY này cũng chính là bằng cái vector lực FY phía trong này. Đúng không? Vector lực FY phía trong. Và vector lực FY này lại chính là cạnh góc vuông của tam giác vuông với F là cạnh huyền. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được độ lớn của FY nó sẽ bằng F nhân với sin alpha. À, F nhân sin alpha.
Bởi vì chúng ta có góc alpha này cũng chính là bằng góc alpha phía trên này, đúng không? Bằng góc phía trên này. Và FI này là cạnh góc vuông thì nó sẽ bằng cạnh huyền nhân với sin của góc đối. Đấy. Vậy là trên đây chúng ta đã thu được hai cái thành phần FX, FI chính là hình chiếu của lực F trên hai trục OX và OY. Hay nói một cách ngắn gọn, các em nhớ cho thầy này, đó là để tìm hình chiếu của lực F trên một trục nào đó thì chúng ta sẽ từ gốc và ngọn của lực F chúng ta hạ hai đường vuông góc xuống trục đó, đúng không? Và hai đường vuông góc này sẽ cắt cái trục đó tại hai điểm, và hai điểm này sẽ tạo thành một vector lực, và vector lực này chính là hình chiếu của lực F trên cái trục mà chúng ta đang cần phải tìm. Đấy, về phép chiếu thì các em nhớ cho thầy là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi xét đến một số trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần phải nhớ. Thì chúng ta có các trường hợp đặc biệt sau đây. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là nếu như vector lực F vuông góc với trục cần chiếu. Đây, chúng ta quan sát này. Trường hợp là vector lực F này vuông góc với trục OX, trục chúng ta cần chiếu, thì hình chiếu của lực F trên trục đó sẽ bằng 0. Bởi vì lúc này chúng ta có hình chiếu của gốc và ngọn là trùng một điểm, mà trùng một điểm thì khoảng cách của nó sẽ bằng 0. Đấy. Cái trường hợp đặc biệt thứ nhất là các em phải nhớ cho thầy giáo là nếu vector lực F mà vuông góc với trục cần chiếu thì hình chiếu của nó lên trục đó sẽ bằng 0. Tiếp tục là trường hợp đặc biệt thứ hai. Nếu vector lực F mà song song cùng chiều với trục cần chiếu. Này, chúng ta quan sát. Chúng ta có vector lực F này này, nó song song và cùng chiều với trục OX. Thì hình chiếu của nó trên trục đó có độ lớn là bằng F luôn. Nghe chưa? Thì hình chiếu của nó trên trục đó có độ lớn bằng F. Trường hợp đặc biệt thứ ba là nếu vector lực F lại song song ngược chiều với trục cần chiếu. Đây, chúng ta quan sát này. Trường hợp này chúng ta có vector lực F này đang hướng sang bên phía tay trái, còn trục OX của chúng ta hướng sang phía tay phải, tức là lực F song song nhưng ngược chiều với trục cần chiếu. Thì hình chiếu của lực F này trên trục OX sẽ có độ lớn là bằng trừ F. Trừ F. Đấy, có ba cái trường hợp đặc biệt mà các em phải nhớ cho thầy giáo. Hay nói một cách ngắn gọn này, đó là nếu như lực F mà vuông góc với trục cần chiếu thì hình chiếu của nó lên trục đó sẽ bằng 0. À, trường hợp đặc biệt thứ hai là nếu lực F mà song song với trục cần chiếu thì hình chiếu của nó lên trục đó có độ lớn là bằng F. Còn trường hợp đặc biệt thứ ba là nếu lực F song song nhưng ngược chiều với trục cần chiếu thì hình chiếu của nó lên trục đó sẽ có độ lớn là bằng trừ F. Đấy, các em nhớ cho thầy như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng nó để giải một cái ví dụ sau đây. Thầy có ví dụ như thế này. Một vật có khối lượng M được thả trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng như hình. Hãy áp dụng định luật 2 Newton cho vật và chiếu biểu thức của định luật lên các trục OX, OY của hệ trục tọa độ XOY. Đây, các em quan sát vào hình này. Bây giờ người ta cho mình là một vật có khối lượng M này này được thả trượt có ma sát nhé trên cái mặt phẳng nghiêng. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta là áp dụng định luật 2 Newton cho vật này và chiếu nó lên các trục OX và OY của hệ trục tọa độ XOY này. Thì đối với bài này chúng ta có cách giải như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải phân tích xem là có bao nhiêu lực tác dụng lên cái vật M này. Thì chúng ta thấy là có 3 lực tác dụng lên vật M, đúng không? Thứ nhất là trọng lực P thẳng đứng hướng xuống. Đó. Thứ hai là phản lực N vuông góc với mặt phẳng. Đây, vuông góc với mặt phẳng nghiêng này. Và thứ ba là lực ma sát là ngược với chiều chuyển động. Đồng thời vật này cũng sẽ chuyển động với gia tốc A hướng xuống dưới như thế này. Được chưa? Đấy, đầu tiên chúng ta đã phân tích được là vật này sẽ chịu tác dụng của 3 lực là trọng lực P, phản lực N, ép ma sát.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ áp dụng định luật 2 Newton cho vật. Thì theo định luật 2 Newton là hợp tất cả các lực tác dụng lên vật sẽ bằng m nhân vector A. Cho nên chúng ta sẽ có vector n cộng vector p cộng F ma sát sẽ bằng m nhân vector A. Và sau khi chúng ta có biểu thức của định luật 2 Newton rồi thì đề bài yêu cầu chúng ta là chiếu cái biểu thức này lên các trục OX, OY của hệ trục tọa độ X, OY. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chiếu biểu thức này lên trục OX. Trục OX của chúng ta là trục song song với mặt phẳng nghiêng này. Thì để chiếu biểu thức của định luật 2 Newton lên trục OX thì chúng ta sẽ chiếu lần lượt từng vector một lên trục OX. Nghe chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chiếu lần lượt này. Thứ nhất vector n. Thì vector n chúng ta quan sát thấy vector n này nó như thế nào nhỉ? Nó vuông góc với trục OX, đúng không? Trục OX này song song với mặt phẳng nghiêng, mà vector n này cũng vuông góc với mặt phẳng nghiêng, cho nên n này vuông góc với trục OX. Mà như phần phương pháp chúng ta đã nói, cứ vector lực mà vuông góc với trục cần chiếu thì khi chiếu nó lên bằng không, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có vector n chiếu lên trục OX sẽ bằng không. Thứ nhất là các bạn lưu ý cho thầy là vector n này chiếu lên trục OX sẽ bằng không. Tiếp tục đến vector p. Vector p thầy chiếu lên trục OX này. Thì để chiếu vector p lên trục OX, đầu tiên chúng ta sẽ có từ gốc của vector p, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng song song với trục OX. Đây, từ gốc của p ta vẽ một đường thẳng song song với trục OX, tức là cái đường thẳng này song song với mặt phẳng nghiêng. Được chưa? Sau đó từ ngọn của vector p chúng ta sẽ hạ đường thẳng vuông góc với cái đường thẳng song song với trục OX mà ta vừa vẽ, đúng không? Đây, từ ngọn của p này chúng ta sẽ hạ một đường thẳng vuông góc xuống cái đường thẳng song song với trục OX này. Thì lúc này cái thành phần của vector p theo trục OX sẽ có gốc là gốc của p và ngọn là cái điểm cắt nhau của hai cái đường thẳng này. Đây, chúng ta có cái thành phần của vector p theo trục OX là px sẽ có gốc là gốc của vector p và ngọn là điểm cắt nhau của gì nhỉ? Của đường thẳng song song với trục OX và đường thẳng từ ngọn của p hạ vuông góc xuống trục OX. Và cái thành phần này gọi là px, đúng không? Và chúng ta thấy px này nó cùng chiều với trục OX, cho nên khi chiếu lên OX thì nó sẽ có giá trị là gì? Là dương. Vậy chúng ta có chiếu lên OX thì p của chúng ta chiếu lên sẽ là bằng px. Tiếp tục đến F ma sát này, thì chúng ta thấy rằng F ma sát này nó chung với mặt phẳng nghiêng, tức là F ma sát này song song với trục OX. Nhưng quan sát chiều của F ma sát thì ta thấy chiều của nó ngược chiều với trục OX, đúng không? OX đang hướng xuống này, F ma sát hướng lên, ngược chiều. Cho nên trường hợp này F ma sát song song ngược chiều trục OX nên chiếu lên nó bằng trừ F ma sát. Được chưa? Tiếp tục đến chiếu cái thành phần thứ ba là gia tốc A. Thì ta thấy gia tốc A này nó song song cùng chiều với trục OX nên chiếu lên nó bằng A. Vậy vector gia tốc A chiếu lên bằng A. Hay nói cách khác, chúng ta đã chiếu được biểu thức của định luật 2 Newton là lên trục OX sẽ bằng PX trừ F ma sát MA. Chúng ta có như vậy. Và đến đây thì chúng ta có PX này nó sẽ bằng P mà nhân với gì nhỉ? Sin alpha. Bởi vì chúng ta có góc ở đây alpha thì góc này cũng là alpha. PX sẽ bằng P sin alpha. Cho nên cái biểu thức này sẽ tương đương với P sin alpha trừ F ma sát bằng MA. Chúng ta có khi chiếu biểu thức của định luật 2 Newton lên trên trục OX thì chúng ta đã thu được biểu thức đó là P sin alpha trừ F ma sát bằng MA. Tiếp tục, chúng ta sẽ chiếu biểu thức của định luật 2 Newton lên trục OY. Thì các bạn quan sát này. Đầu tiên, ta chiếu N lên trục OY thì ta thấy N này song song cùng chiều với OY, đúng không? Song song cùng chiều. Nên N chiếu lên trục OY chính là bằng N.
Đấy, n chiếu lên trục AI bằng n. Tiếp theo này, p chiếu lên trục AI thì chúng ta cũng từ gốc của p chúng ta vẽ một đường thẳng song song với trục AI. Đây, từ gốc của p vẽ một đường thẳng song song với trục AI, được chưa? Sau đó này, từ ngọn của p chúng ta hạ một đường thẳng vuông góc với cái đường thẳng ta vừa vẽ. Đấy, từ ngọn của p hạ đường thẳng vuông góc với đường thẳng ta vừa vẽ. Thì lúc này chúng ta sẽ thu được cái thành phần PI. Đây, thành phần PI sẽ có gốc là của vector P, ngọn là của điểm cắt nhau của hai đường thẳng. Đây, ta có thành phần PI như thế này. Đấy, vậy thì thành phần PI này chính là cái hình chiếu của vector P trên trục AI. Và chúng ta quan sát thấy PI lại song song và ngược chiều với OI, đúng không? Cho nên khi chiếu lên OI thì nó sẽ bằng trừ PI. À, cho nên chúng ta có vector P chiếu lên trên OI thì nó sẽ bằng trừ PI. Tiếp tục đến vector lực ma sát. Thì vector lực ma sát này chúng ta quan sát nó vuông góc với trục OI, đúng không? Đấy, vector lực ma sát là trùng với mặt phẳng nghiêng, mà trục OI của chúng ta vuông góc với mặt phẳng nghiêng, nên F ma sát vuông góc với trục OI. Mà F ma sát vuông góc với trục OI cho nên chiếu lên OI nó sẽ bằng 0. Vậy F ma sát chiếu lên bằng 0, chúng ta không biết nữa. Tiếp tục vector A này. Chúng ta thấy rằng A này cũng song song với mặt phẳng nghiêng, tức là A vuông góc với trục OI, đúng không? Vector A vuông góc với trục OI thì A này ta chiếu lên OI sẽ bằng 0. Vậy thì biểu thức của định luật 2 Newton chúng ta chiếu lên trục OI sẽ là bằng N trừ PI bằng 0. Mà chúng ta có quan sát hình vẽ thì ta thấy PI này nó lại sẽ bằng P mà nhân với cos của góc alpha, đúng không? Góc này sẽ là góc alpha này. Cho nên biểu thức này sẽ tương đương với chúng ta có N trừ P cos alpha bằng 0. Đấy, vậy là thầy đã chiếu xong cái biểu thức của định luật 2 Newton lên các trục OX và OY. Video hướng dẫn chúng ta phương pháp chiếu các vector lực lên hệ trục XOY đến đây là kết thúc. Trong quá trình học, có điểm nào mà các em còn chưa hiểu thì hãy comment phía dưới để các thầy sẽ giải đáp cho các em. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.